Thời ấy, tiểu vương Herodê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: Đó chính là ông Gioan Tẩy giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herodê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: Ngài không được phép lấy bà ấy vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herodê, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ suy bảo, cô thưa rằng xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông doan tẩy giả đặt trên mâm nhà vua lấy làm buồn nhưng vì đã chót thể lại thề trước khách dự tiệc nên truyền lệnh ban cho cô vua sai người vào ngục chặt đầu ông doan người ta đặt đầu ông trên mâm mang về trao cho cô và cô ta đem đến cho mẹ môn để ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng rồi đi báo cho Đức Giêsu. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay là thứ bảy, ngày mùng 4 tháng 8 năm 2018. Tin mừng thuộc lại việc Thánh Gioan Tẩy giả bị chém đầu vì dám lên tiếng cho sự thật. À, Thánh Gioan Tẩy giả đã sống đúng nghĩa một ngôn sứ chân chính. Ngài đã đáp trả lời mời gọi yêu thương của thiên chúa. Ngài không sợ hãi trước mặt vua chúa. Ngài đã hiến mạng sống cho công bằng và chân lý. Thánh Gioan Tẩy Giả đã vạch mặt chỉ tên mọi người sống bê tha, tội lỗi. Lời rao giảng sám hối và phép rửa cải tà quy chính, cải hóa nội tâm của ngài đã nói lên một sự thật, tất cả đều phải sám hối và ăn năn. Thánh nhân đã không trùng bước trước thế lực mạnh nhất lúc đó là Herode Ngài đã can đảm nói lên việc Herode cướp vợ của anh mình là Philip bà Herodia. Sự can đảm và cương quyết của Ngài đã bị cường quyền đè bẹp. Nhưng cái chết của Thánh Doan tẩy giả đã minh chứng cho chân lý sự thật sẽ giải phóng anh em. Doan chương 8 câu 32. Doan tẩy giả đã chết để bảo vệ cho sự thật. Minh chứng cho Chúa Giêsu đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Do chương 14 câu 6. Các thánh từ đạo Việt Nam là những người noi gương sống chứng nhân của thánh Doan Tẩy giả. Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ là một chứng nhân hiếm hoi, trẻ tuổi và làm lý trưởng trong làng. Thánh nhân sinh khoảng năm 1804. Quê cha của ngài ở trại Đại Đa, Đại Đăng, giáp tỉnh Vân Sàng, nay gọi là Ninh Bình. Ông Mỹ là con trai cả ông bỏ nhà quê đến ở làng Kẻ Vĩnh lấy vợ ở đó và sinh được 8 người con. Mặc dù còn thanh niên nhưng ông Mỹ có tiếng là người sắc sảo, giỏi giang, ăn nói trôi chảy. Khi làng khuyết cai tổng, người làng bầu ông Mỹ lên nhưng ông không nhận. Về sau, đức cha Jean Mary Havayu bảo ông ra gánh vác việc lý trưởng để bên đỡ nhà chung và giúp dân trong thời buổi cấm đạo, ông vân lời đức cha ra làm lý trưởng. Thời ông mỹ làm lý trưởng cũng là lúc vua cấm đạo ngắt rất ngặt, ông mỹ tỏ ra vững vàng, lại năng khuyên bảo người ta phải giữ đạo vững vàng trong thời buổi ngặt nghèo ấy. Khi quan tuần phủ nam định là trịnh quang khanh bắt những người lính có đạo trong hạt nam định phải bước qua thập giá, ông lý ông lý mỹ lúc ấy ở xa liền gửi thư cho các người lính ở Vĩnh Trị rằng Xin anh em chịu khó đừng bước qua thập giá Chẳng mấy ngày nữa tôi sẽ về và tôi sẽ ra với anh em Sáng ngày 11 tháng 5 năm 1838 Khi lính quan tuần phủ Nam Định đến vây làng Vĩnh Trị Ông Lý Mỹ đến, đến làng của ông Trùm Anton Nguyễn Tiến Đức Đưa tin ấy cho cha vợ rằng Cha con đồng sinh đồng tử với nhau việc đức Chúa trời định đã đến rồi. Lúc ấy quan Trịnh Quang Khanh à, ở dưới thuyền lên ngồi tại đình, truyền đòi mọi người trong làng từ 18 tuổi trở lên bảo với kỳ mục rằng bao nhiêu đạo trưởng ở trong làng này thì phải đem nộp, bằng không thì mất đầu. Lý Mỹ thưa rằng, bẩm lại quan lớn muôn tuổi, ông lớn khám nhà mà bắt được trưởng đạo Tây, trưởng đạo Nam Thấy đồ đạo quốc cấm thì xin tôi xin nộp đầu. Lý trưởng vừa cam kết xong thì thấy lính điều tra Jacob đổ mai năm và ông trùm đích nộp cho quan. Quan truyền nọc Lý Mỹ ra đánh đòn và đóng gông đem xuống thuyền, giải ra tỉnh làm một cùng với cha Nam và ông Trùm Đích. Quan lớn truyền tra tấn ông Lý Mỹ để ông ngã lòng và bước qua thập giá. Nhưng ông Mỹ không hề bị lay chuyển mà còn vững vàng hơn ngày 12 tháng 8 năm 1838 khi được tin vua Minh Mạng Châu Phê án tử cả ba vị đã chuẩn bị tâm hồn đón nhận bí tích giải tội và rước mình thánh chúa sốt sắn. cha năm ông Trùm Đích và ông Lý Mỹ bị chém đầu cùng ngày tại pháp trường Bảy Mẫu ông Lý trưởng Mikae Nguyễn Huy Mỹ được tôn bật lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và tôn phong hiện thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988, lạy hai thánh Gioan Tẩy Giả và Micae Nguyễn Huy Mỹ xin cầu bầu cho chúng con để niềm tin của chúng con được mạnh mẽ, hầu sẵn sàng đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, làm chứng nhân cho Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Amen.